cận cảnh bộ ảnh kỷ niệm 17 tháng hôn nhân viên mãn của Trấn Thành và Harry Won. Vợ chồng diễn viên vừa chụp bộ ảnh kỷ niệm 17 tháng về chung một nhà. Bộ ảnh ghi lại những khoảnh khắc ngọt ngào của Trấn Thành và Harry Won. Trấn Thành chia sẻ về vợ: "Harry luôn là một bờ vai, một chốn về an toàn, ấm áp của tôi sau những sóng gió ngoài kia." Ngày 25 tháng 12 năm 2016, cả hai kết hôn. Harry vui vẻ khi được làm dâu nhà Trấn Thành bởi bố mẹ chồng cưng chiều cô hết mực. Đôi vợ chồng âu yếm, tình tứ với nhau trong suốt buổi chụp. Harry Won chưa sinh con vì muốn tập trung sự nghiệp. Mới đây, Trấn Thành tiết lộ anh không muốn có con sớm vì chứng bệnh ung thư trong quá khứ của Harry Won có nguy cơ tái phát. Anh khẳng định sức khỏe của vợ là quan trọng nhất lúc này. Harry Won từng tiết lộ anh đưa hết thu nhập cho vợ và nhận lương 2 triệu đồng mỗi ngày từ cô. Trấn Thành có sở thích được vợ đánh giá là kỳ quái như mua sắm nhiều trang phục, giày dép, phụ kiện rồi bắt cô phải diện cho anh ngắm. Harry thường kể những thói xấu của chồng trong các game show, trong khi Trấn Thành thường xuyên ca ngợi vợ. Harry Won chưa thể có con vì căn bệnh ung thư quái ác. Trấn Thành nghẹn giọng cầu xin ông trời. Trong clip ngắn, bà xã của Trấn Thành tiết lộ nguyên nhân khiến người xem không khỏi xót xa. Trấn Thành Harry Won được khán giả cả nước mến mộ, ngoài tình yêu đầy ngọt ngào, lãng mạn, mà họ còn là cặp đôi hài hước, thường xuyên đăng tải những đoạn clip bóc phốt nhau trên trang cá nhân. Hơn nữa, việc kết hôn với danh hài Trấn Thành khiến nhiều người ngưỡng mộ và mong chờ một đứa con của họ chào đời. Tham gia chương trình Manbird khi đàn ông mang bầu với nhiều trải nghiệm thú vị, Harry Won đã tiết lộ trên sóng truyền hình một bí mật liên quan đến chuyện con cái của hai vợ chồng mà trước đến nay chưa bao giờ chia sẻ. Cụ thể, trong một clip ngắn, Trấn Thành chia sẻ về việc vợ chồng có con. "Thật sự đây là chương trình quá ý nghĩa trong đời chúng tôi. Khó có chương trình nào ý nghĩa hơn. Nó cho tôi niềm tin là phải có một đứa con mà đến giờ này hai đứa vẫn còn rất ham chơi. Ngay cả bà xã tôi cũng chưa thật sự sẵn sàng." Về phía Harry Won, cô tiết lộ lý do khiến người nghe vô cùng bất ngờ. Sức khỏe của mình đã từng bị ung thư cổ tử cung, chưa khám lại vì năm nay là năm cột mốc để xem ung thư có tái phát không. Nếu mình có chuyện gì không hay xảy ra thì tội nghiệp nhất là đứa con. Đây là thông tin khiến khán giả bàng hoàng, bởi từ trước đến nay người ta vẫn thấy một Harry năng động và xuất hiện khắp nơi trên truyền hình với vai trò là một MC, các chương trình game show và một nữ ca sĩ xinh đẹp. Đồng cảm với bà xã, Trấn Thành bày tỏ: "Con mình đẻ ra thì bản thân nó phải nhận được điều tốt đẹp nhất. Tôi quan điểm như vậy. Tôi không đủ kinh tế, không đủ trí tuệ, không đủ trách nhiệm thì tôi thà không sinh nó ra. Hy vọng ông trời thương sẽ cho hai vợ chồng có con vào dịp thích hợp. Lúc hai vợ chồng đã sẵn sàng đầy đủ điều kiện kinh tế cũng như sự hy sinh để cho một đứa nhỏ ra đời. Chúng tôi chào đón nó bằng những điều hạnh phúc nhất và sự chu đáo nhất để cho nó một cuộc sống tốt đẹp." Với những mong mỏi đầy yêu thương của vợ chồng Sinri, mong rằng họ sẽ có được những trải nghiệm đầy quý giá cũng như có được sự hướng dẫn của các chuyên gia xuất hiện trong chương trình này và sẵn sàng tinh thần chào đón đứa con của mình. Gia tài khổng lồ sau 2 năm cưới của Trấn Thành và Harry Won khiến fan bật ngửa. Trải qua những cay đắng thăng trầm, cặp đôi Trấn Thành và Harry Won đã về chung một nhà và tận hưởng niềm hạnh phúc trong cuộc sống vợ chồng hòa hợp. Sau 2 năm kết hôn, cặp đôi dần tạo thiện cảm trong công chúng. Cả hai tích cực làm việc và tận hưởng cuộc sống. Nhìn lại khoảng thời gian về góp gạo thổi chung một nồi, gia tài mà cặp đôi này tích góp được không phải chỉ tiền và danh tiếng, mà còn là những pha dìm hàng nhau hiếm có, khó tìm và danh sách các quán ăn mà họ cùng oanh tạc, khiến ai cũng phát sợ. Bộ sưu tập những hình ảnh dìm hàng cực bá đạo. Trấn Thành và Harry Won nổi tiếng hài hước từ khi họ mới yêu nhau. Khi đã về chung một mái nhà, sự hài hước này càng cộng hưởng và thăng hoa hơn bao giờ hết. Mỗi ngày, cả hai vợ chồng luôn tự tạo niềm vui, tiếng cười cho nhau bằng những màn dìm hàng, bóc mẻ và chửi mắng nhau như chó với mèo. Ông bà ta hay bảo, tốt đẹp thì khoe ra mà xấu xa thì đậy lại. Vợ chồng Sinri lại làm điều trái ngược. Trấn Thành có hẳn một bộ sưu tập cực phong phú những khoảnh khắc tự diêm và bị diêm cực vui nhộn. Harry Won cũng đâu hề kém cạnh. Cứ khoảnh khắc nào Trấn Thành xấu xí nhất, hài hước nhất, gây cười nhiều nhất đều sẽ được cô vợ xinh đẹp nhanh tay dùng điện thoại chụp lại và ngay lập tức công bố cho cả thiên hạ cùng biết.
Ngược lại, Trấn Thành cũng không vừa. Anh luôn chờ cơ hội vợ xấu nhất, chờ dịp vợ hớ hên nhất là quay clip tung lên mạng không thương tiếc. Tiêu biểu là đoạn clip Trấn Thành nhảy múa tung tăng vì được ra viện trước mặt vợ. Nhưng cuối cùng, cả mạng xã hội đều biết vì ai đó có sở thích bốc mẹ chồng. Hay ở dịp khác, khi Trấn Thành nổi cơn thích đọc rap Người Lạ Ơi, y như đi cải mướn trong phòng karaoke, cũng được bà xã Harry quay lại trọn vẹn. Quả thật, về độ lầy lội, thì hai vợ chồng Sinri nhận thứ nhì cũng xin thưa rằng không ai dám nhận thứ nhất. Tuy nhiên, nhìn lại những khoảnh khắc hay xem lại những đoạn clip đáng yêu của họ, mới thấy cuộc sống vợ chồng nghệ sĩ cũng đáng yêu, thú vị lắm chứ. Diêm Vương đối phương chán chê, cả hai cùng sáp lại dìm nhau cho có đôi. Ngoài gia tài những hình ảnh và clip dìm hàng nhau bá đạo trên từng hàng gạo, cặp đôi Sinri còn có một gia tài khác khủng hơn nữa. Đó chính là bộ sưu tập những quán ăn, những món ăn mà cả hai cùng nhau khám phá. Đừng hỏi vì sao Trấn Thành có dạo phát phì đến thương. Nguyên nhân là do sự chiều chuộng của bà xã và nuông chiều bản thân khi ăn uống thả ga. Trấn Thành và Harry Won là minh chứng cho câu nói, sống để ăn và tình yêu đến từ đường bao tử. Mỗi lần đăng hình hay đăng clip, Trấn Thành và Harry Won cũng chỉ toàn chia sẻ đồ ăn hoặc khoảnh khắc ăn uống, phát thèm không. Những khán giả nào theo dõi Harry Won từ khi cô bắt đầu nổi tiếng đến nay đều sẽ hiểu. Cô nàng là một người rất đam mê ăn uống. Nữ ca sĩ thừa nhận sở thích này và không ít lần phải ngượng ngùng vì bị fan phát hiện, dìm hàng những khoảnh khắc ham ăn siêu đáng yêu. Đến khi nên duyên cùng Trấn Thành, Harry Won càng được Trấn Thành vỗ béo cực kỳ thành công. Vì nam MC đình đám cũng có tâm hồn ăn uống như ai. Mỗi khi có thời gian, đôi vợ chồng trẻ đều đưa nhau đi ăn, thưởng thức những món ăn ngon. Hình đồ ăn thức uống cũng phủ sóng hết cả Facebook của hai người. Thanh xuân của hai vợ chồng nhà này là dành cho ăn uống. Trên trang cá nhân của cả hai, ngoài hình ảnh đi diễn, có lẽ đồ ăn chiếm sóng nhiều nhất. Harry Won, Trấn Thành nhiều lần khiến fan hâm mộ khóc thét vì chia sẻ hình ảnh đồ ăn vào lúc khuya, bởi đây là thời điểm đói bụng nhưng rất lười ra ngoài đi ăn. Để thỏa mãn cho thú vui ăn và được ăn, Trấn Thành và Harry Won còn thực hiện hẳn một dự án vlog về ăn uống của mình mang tên Siêu Ham Ăn. Tính đến nay, chắc gia tài các món ăn từ Nam chí Bắc, từ Tây sang Tàu của hai vợ chồng Sinri cũng thuộc dạng cao thủ thượng thừa. Harry Won lần đầu thừa nhận, tôi thấy có lỗi với Trấn Thành vì không kiềm chế được trước trai đẹp. Nữ ca sĩ bất chợt chia sẻ khi đối diện với một dàn trai đẹp. Trong tập tiếp theo của Quý Ông Đại Chiến, nhà báo Lại Văn Sâm lần đầu tiên trở thành đích ngắm của Harry Won, Ninh Dương Lan Ngọc, Lâm Vĩ Dạ và Kỳ Duyên. Lịch lãm như James Bond, Lại Văn Sâm cười vui vẻ khi bị bốn nghệ sĩ nữ bao vây trong ca khúc Tối Nay Em Muốn Sao, mở màn cho chương trình. Nếu Lan Ngọc, Lâm Vĩ Dạ tiếp tục với những trò quậy phá, Harry Won ngọt ngào và quyến rũ, thì Kỳ Duyên lại gây ấn tượng mạnh với thần thái lạnh lùng của mình. Là em út, nhưng Kỳ Duyên không hề nhường nhịn cách gì. Hoa hậu Việt Nam tự tin khoe vòng một hờ hững cùng vóc dáng sexy. Là thành viên nhỏ nhất, Kỳ Duyên điềm tĩnh yêu cầu các chị hãy nhường hết trai đẹp trên sân khấu cho mình. Cô bình luận, là phận nhỏ nên em chỉ xin các chị nhường lại chàng trai cực phẩm số 1 cho mình thôi. Cùng với Lan Ngọc, Hoa hậu Việt Nam 2014 sẽ đưa một chàng trai vào tình huống dở khóc dở cười của tình và tiền. Vào vai một quý cô lắm tiền nhưng thiếu tình cảm, Kỳ Duyên tìm đến phòng gym và trong quá trình tập, cô có những động tác gợi cảm để quyến rũ người yêu điển trai của Ninh Dương Lan Ngọc. Thậm chí, em út Kỳ Duyên còn thẳng thừng gọi đàn chị Lan Ngọc là thiếu nhi khi cứ đi theo trai đẹp mãi không buông. Trong khi đó, Harry Won lại một lần nữa khiến khán giả cười ngất vì những phát ngôn của mình. Chỉ vừa bắt đầu, giọng ca Anh Cứ Đi Đi hồn nhiên phát biểu. Chưa gì tôi thấy có lỗi với Trấn Thành vì không kiềm chế được trước trai đẹp. Không những thế, bà xã Trấn Thành còn tiết lộ thói quen kiểm ví và điện thoại của chồng khi ngủ. Trong chương trình, Lan Ngọc đột nhiên nổi hứng làm ca sĩ. Tự nhận hát không hay, nhưng Lan Ngọc luôn nung nấu ý định cầm mic. Sau khi chứng kiến màn trình diễn của một thí sinh, Lan Ngọc muốn lên sân khấu hát, còn Lâm Vĩ Dạ bất ngờ trổ tài, đánh đàn piano phụ họa cho nữ diễn viên Cô Ba Sài Gòn. Lan Ngọc và Lâm Vĩ Dạ trổ tài âm nhạc.